Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa ACFTA với nhiều điểm mới so với trước đây. Cụ thể, đối với quy tắc xuất xứ hàng hóa được coi là có xuất xứ nếu được sản xuất chỉ từ nguyên liệu có xuất xứ. Ngoài tiêu chí hàm lượng giá trị khu vực RVC, quy tắc chung áp dụng thêm tiêu chí xuất xứ chuyển đổi mã số hàng hóa ở cấp độ 4 số CTH. Đối với quy trình chứng nhận và kiểm tra xuất xứ hàng hóa, về thời hạn trả lời, kiểm tra xác minh xuất xứ hàng hóa, trường hợp cơ quan tổ chức cấp CO của nước xuất khẩu không trả lời trong thời hạn 90 ngày sau ngày nhận được thư đề nghị xác minh của cơ quan hải quan nước nhập khẩu, cơ quan tổ chức cấp CO của nước xuất khẩu có thể gửi văn bản đề nghị gia hạn thêm 90 ngày. Đối với quy tắc cụ thể mặt hàng PSR, ngoài quy tắc xuất xứ chung, PSR được xây dựng trên phiên bản HS của năm 2017, bổ sung tiêu chí xuất xứ hàng hóa đối với nhiều dòng hàng.